quán cà phê Ba Lù nổi tiếng trên mạng các bạn. Để mình vào trong quán gọi một ly cà phê sữa đá ha. 193 cà phê ông Lù Bà Huệ. Mình bán từ mấy giờ vậy? Từ 2 giờ tới 5 giờ chiều. Nó là 2 giờ sáng tới 5 giờ chiều. 5 giờ chiều dạ. Yeah. Rồi. Cà phê sữa nóng ha. Đây là cái bếp ha anh ha. Nãy thấy anh nấu nước ngoài kia. Rang cà phê xong nấu nước luôn. Đây bên trong nhà các bạn. Ly cà phê sữa nóng mấy bạn ha. Mình đã uống khoảng độ nửa ly rồi. Thì có hỏi ảnh thì ở đây loại cà phê mà ảnh sử dụng là Robusta. Dạ. Ảnh đưa ra cho mình xem hai cây củi ha. Thì ở đây sử dụng củi và tự rang cà phê. Do đó cái cà phê ở đây nó sẽ có cái mùi hơi nghe cái mùi khói á. Và cái mùi thơm cà phê cũng rất là nhẹ thôi. Lượng sữa ở đây cho nói chung là vừa phải cho nên cái vị ngọt 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 nhẹ thôi các bạn ha. Và ở đây họ sử dụng là sữa ông thọ. Đây mấy bạn, sữa ông thọ. Nhìn chung là hợp với cái gu của những người lớn tuổi ngày xưa. Ông gì là hôm nào anh ông sáng ông có uống cà phê ở đây hả? Sáng hả? Dạ. Được uống ngay gốc rồi đây. Ủa ngồi ở đây mà uống cà phê bên kia à? À dạ con hiểu rồi. Vậy ông uống này dứt chiều uống này là uống được bao lâu rồi không? Uống lâu rồi, rồi ông già tới giờ. Là mấy chục năm rồi hả? Dạ. Ủa cái ly cà phê sữa nóng đó bao nhiêu tiền anh hả? 15.000 đồng. Dạ. Có thêm ly trà đá mấy bạn ha. Ở đây ảnh cũng bán món chanh muối và tắc muối nè. Một số loại nước ngọt, trong đó có xá xị Trương Dương nữa.